Đây, hôm nay anh em sẽ cùng tôi trải nghiệm ăn món bún trộn thịt nướng ở kiosk số 3 Nghĩa Tân. Đây các ông ơi, đây là cái bát bún trộn thịt nướng của tôi. Hôm nay tôi sẽ review ăn bún trộn thịt nướng ở đối diện cổng chính chợ Nghĩa Tân nhá. Đây ạ. Topping của cái bát này là gồm cái bát của nó sẽ bé hơn bát này là to. Là thịt nướng này. À, đây là thịt nướng này. Đây là nộm này, nộm đu đủ với cả cà rốt. Đây là cái gì đây? Nem. Đây là có gọi là gì? Chả ram à? Đây gọi là chả ram này. Chả ram nó nhỏ này. Lạc này, là rau rau mùi, rau thơm, rau húng. Đây là rau húng. Đây là rau húng hả? Đây là xà lách này. Ở dưới thì là hình như nó có cả xà xíu đúng không? Ở dưới là bún này. Đây bát bún trộn này ăn với cả nước sốt à? Không biết đây là nước sốt gì, nhìn như giống nước sốt mè rang nhỉ, đúng không? Nó sẽ đổ vào đây. Nó sẽ đổ vào đây này. Ok, trông có vẻ ngon đấy nhỉ. Nhiều quá không nhỉ? Không, cái này nhạt lắm, sao phải đổ nhạt hết lắm đấy. Đổ hết nào. Đi luôn. Trộn thịt nướng đầy đủ nhá, rau này, thịt nướng, bún này, cà rốt này. Ngon, cảm giác tất cả mọi thứ nó hài hòa với nhau đấy. Được. Kiểu cái nước sốt nó chua chua ấy. Xong rồi nó kiểu chua cay, hơi cay một tí. Kiểu nó có thêm vị ngọt nữa. Ăn cùng rau với thịt nướng nó rất là hợp. Nói chung là ngon. Mà cái thịt nướng này nó tẩm ướp rất là chuẩn luôn đấy, nó không bị khô, thịt nướng nó ăn nó không bị khô. Mình ăn bún trộn nhiều nước, nó sốt rồi, nó bị đạo động nước ở dưới đúng không? Cái này rất là vừa. Mà chợ Nghĩa Tân cũng là một trong những nào gọi là nơi mà cũng gọi là trên đường ăn vặt ở Cầu Giấy cũng là Hà Nội đấy. Mình với cả hội bạn đại học chúng ta đi ăn bánh giò rồi là chè rồi là tàu phố thịt xiên. Ở đây còn có mấy quán Bùi Văn Thắng ngon. Rồi anh bên mình anh lấy một chỗ hai túi đầy ự bánh mì thịt nướng đây ở đây luôn đấy. Tuy là mọi người có khi ăn bún thì lắm nhưng mà bún này tôi chấm 8 phần 10 điểm. Thôi đi thôi. Bánh thịt nó mềm nữa à, được ướp chỗ chít đấy, nó mềm, ăn nó vào miệng á. Chung là ngon đâu ạ. Tôi nên thử ở đây nhá.